Bí quyết sống thọ của người Nhật nhờ sử dụng nước điện giải Kengen. Nước điện giải Kengen được xem là bí quyết sống thọ của người Nhật trong nhiều thập kỷ qua. Loại nước này mang đến những công dụng rất tuyệt vời trong việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và hỗ trợ điều trị rất nhiều căn bệnh. Vì vậy, người Nhật lựa chọn uống nước Kengen hàng ngày và rất nhiều bệnh viện tại Nhật Bản sử dụng những chiếc máy điện giải Kengen trong việc hỗ trợ điều trị bệnh và sát khuẩn các dụng cụ y tế. Quý khách hàng hãy cùng HT Cosmetics tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Uống nước điện giải Kengen giúp cơ thể duy trì tính kiềm, bao tử dư axit sinh ra hiện tượng đầy hơi, ợ chua, đau dạ dày, nguy hiểm hơn là bệnh gút. Tiến sĩ Otto Hansik Coburg, người Đức đạt giải Nobel năm 1931 đã nhận định rằng các tế bào ung thư có tính axit, trong khi các tế bào khỏe mạnh có tính kiềm. Một cuộc sống khỏe mạnh, không bệnh tật luôn là nền tảng được đặt lên hàng đầu tại Nhật Bản. Cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể bằng những thực phẩm có tính kiềm như rau xanh, cá, thực phẩm tươi sống, ít chất béo, uống nước kiềm, hạn chế thịt đỏ, gia vị, thường xuyên tập luyện thể thao, đặc biệt là uống nước điện giải Kengen giàu tính kiềm giúp trung hòa axit dư thừa, phòng tránh và hỗ trợ điều trị các căn bệnh mãn tính như dạ dày, tiểu đường, gút, ung thư, gan, tim mạch đã trở thành bí quyết trường thọ của người Nhật. Khả năng chống lão hóa từ nước Kengen, người Nhật sống thọ do sự lão hóa trong cơ thể diễn ra chậm hơn. Với đặc tính giàu hydro có khả năng chống oxy hóa cao, sử dụng nước kiềm hàng ngày giúp ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Uống nước kiềm giúp khử các gốc tự do, từ đó nâng cao hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng của cơ thể. Uống nước thanh lọc cơ thể, cải thiện hệ tiêu hóa. Với cấu trúc cụm phân tử nước siêu nhỏ, nhỏ hơn gấp 5 lần so với nước thường, nước kiềm nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể và thải độc tố ra bên ngoài nhanh hơn. Cơ thể được cung cấp đủ nước sẽ giúp hệ tiêu hóa tốt hơn, chứng táo bón, tiêu chảy được cải thiện rõ rệt. Nước Kengen giàu vi khoáng tự nhiên như kali, natri, canxi, magie. Những khoáng chất trong nước kiềm được giữ lại qua quá trình lọc và điện phân. Uống nước Kengen chứa các vi khoáng hỗ trợ cho các cơ quan trong cơ thể làm việc hiệu quả hơn, không làm thiếu hụt đi các khoáng chất tự nhiên cho cơ thể. Hiện nay, không chỉ tại Nhật Bản mà các nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam cũng rất ưa chuộng sử dụng nước Kengen. Sử dụng nước điện giải Kengen đang trở thành xu hướng được rất nhiều gia đình lựa chọn để bảo vệ sức khỏe. Quý khách hãy đến showroom HT Cosmetics chi nhánh miền Trung tại số 7 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế để cùng trải nghiệm sản phẩm và cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của sức khỏe quý vị nhé. Hãy like, share và theo dõi kênh HP Cosmetics để nhận được những thông tin hữu ích về sức khỏe và làm đẹp cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ HP Cosmetics nhé.